xe thì xin quý ông bà anh chị em đến hiệp dân kinh lễ, chúng ta tắt điện thoại, không có quay phim video trong nhà thờ, nhưng mà mất đi vẻ trang nghiêm trong cái giây phút chúng ta cầu nguyện cho cha cố. Thì tòa giám mục đã chuẩn bị cho chúng ta các cái hạ điện ảnh và các truyền thông đầy đủ, cho nên xin mỗi một người chúng ta chịu khó tắt điện thoại.